Dạ em xin chào quý vị đến với kênh YouTube bán vé số kim cổ của em nha anh chị. Thì số ngày hôm nay á, đó, hôm nay là cái ngày mà thứ ba đó, là em đã trả hết rồi nha anh chị. Ngày thứ ba hôm nay em đã trả số hết rồi. Em quay cái này vô này, đứng ngoài đường xe nguy hiểm, lấy vô bơm đem. Đó, là hôm nay mà em bán cái ngày thứ tư nha anh chị. Ngày tư là ngày 29 nha anh chị. Đó. Ngày mai là ngày thứ tư này. Thứ tư ngày 29 tháng 3 là cái đài Khánh Hòa này. Đó anh chị. Đó. Tại 69 này. Đó. Số 31 này. Số 78 này. Số 295 này. Đó Khánh Hòa nha anh chị. Ngày mai số rất là ít. Ngày mai rất là số ít lắm anh chị. Đó, em có được 70 tờ. Mà trong đó là có 20 tờ là đài phụ rồi. Đó, được 50 tờ là đài chính thôi. Đó, đài phụ là đài Đà Nẵng nè. Tóm 2 nè, đài Đà Nẵng nè. Đó. 051. Tóm 2. Đó, Đà Nẵng là đài chính mà đài quê mà đài phụ nha anh chị. À. Đó, đài phụ nè. Đài Đà Nẵng nha anh chị. Đó, ngày 29 tháng 3 năm 2023. Đầu Khánh Hòa là 904 này. Mấy cái này là 5 tờ thôi nha anh chị, Khánh Hòa 5 tờ thôi. Đó, 052540 nè. 005 nè, 486 nè. Đó, Khánh Hòa. Đó, ngày 29 nha anh chị. Đó, ngày 29 tháng 3. Nó mờ gớm rồi. Tóm 22 nha anh chị. Tóm 22. Để em vô cái này nó to ra cho anh chị mình thấy rõ nè. Máy xô nó mờ quá rồi đây anh chị. Đây nè. Ngày 9 tháng 3 nha anh chị, năm 2023 thứ tư nha anh chị. Đó. Rồi. Đó, số này Khánh Hòa này, tóm 22 này. 613 này. Đó, mấy cái số này á là ngày mai em bán nha anh chị. Đó, giờ này em quay á là giờ này á là cả 5 giờ 5 phút rồi. Hả, còn khoảng 20 phút nữa là 20 phút 25 phút nữa là số của ngày thứ ba ngày 28. Nhà giờ em bán cho cái ngày mai. Đó, giờ em quay cho anh chị rồi em đưa lên để anh chị mình sớm mình biết cái thông tin. Đó thì anh chị nào mua thì các bạn Zalo với em. Đó, xong rồi chơi lấy số điện thoại 0968634712. Đó, số Zalo. Còn số tài khoản của em là 451220527322226. Hoàng ID bán nha anh chị. Đó, số Zalo đây. Đó, 0968634712. Rồi em cảm ơn quý vị anh chị rất nhiều, chúc anh chị cô bán may mắn phát lộc phát tài nha. Chúc anh chị được ngày chiều hôm nay cũng như là ngày mai được trúng những con số may mắn nha anh chị. Hồi nãy cái máy nó hơi mờ trên vậy em quay hay quay lại cho anh chị xem. Đó, quay sơ lại nha anh chị, nãy cái máy nó hơi bị mờ. Máy nó cù bắp quá nha, nhìn thằng bị mờ chút. Đó. Rồi, cảm ơn anh chị cô bác rất nhiều. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại quý vị cái video ngày mai nha anh chị.